tình cờ biết đến hoạt động hiến tóc dành tặng cho các bệnh nhân ung thư của salon tóc Juna. Em Nguyễn Thị Bảo Ngọc, học sinh trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, đã quyết định hiến tóc gửi tặng bệnh nhân ung thư với mong muốn xoa dịu bớt nỗi đau khi phải chiến đấu với bệnh tật của họ. Tóc cháu nuôi được hơn 2 năm rồi. Lý do muốn cắt hiến tóc là cháu thấy trên mạng thì có nhiều bạn đi hiến tóc cho bệnh nhân ung thư, thấy việc làm có ý nghĩa. Nên cháu cũng muốn đi hiến giống các bạn, muốn gửi đến các bạn để giúp các bạn có một mái tóc thật là đẹp và có một cuộc sống tốt. Thì bà mẹ nào thì bố mẹ nào thì cũng tiếc một cái mái tóc dài này. Nhưng mà để cho một các bạn ung thư có một cái mái tóc mới để có thêm nghị lực, thêm mạnh mẽ để vượt qua cái bệnh. Mất tóc không chỉ là mất đi một phần cơ thể mà còn là mất đi một phần quan trọng của bản thân và sự tự tin của người bệnh. Để giúp họ vượt qua khó khăn, salon tóc Juna đã đứng ra kêu gọi khách hàng, tình nguyện viên tham gia vào hoạt động hiến tóc. Hoạt động này nhằm thu thập tóc từ những người tự nguyện và chuyển giao cho những bệnh nhân ung thư có nhu cầu. Hiền rất mong muốn là một mình thì mình không thể làm nổi, mình muốn lan tỏa qua chương trình này để đến nhiều salon, đến nhiều người làm hơn nữa, để nhiều bạn được có được cái mái tóc đội và không phải tốn được chi phí nữa, và họ cũng có một cái niềm vui nho nhỏ để chúng ta làm cho cuộc sống nó tươi đẹp hơn. Với gương mặt rạng ngời, nhiều bệnh nhân đang điều trị tại khoa ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không khỏi xúc động và vui mừng khi cầm bộ tóc do mọi người hiến tặng. Món quà tuy nhỏ bé nhưng sẽ là nguồn động viên lớn để giúp bệnh nhân ung thư vượt qua những nỗi đau về thể xác và tinh thần. Cái cảm nhận của bà và rất sung sướng. Bà sẽ hứa là chắc là bệnh tật của bà sẽ cố gắng là vượt lên chính mình để sống vui, sống khỏe, để giúp ích cho gia đình và xã hội. Chương trình này cô nghĩ là cần nhân thêm rộng rãi để các cái bệnh nhân ung thư như bọn cô này được có cái mái tóc, nhìn cái con người đi ra ngoài nó đỡ mặc cảm, nó đỡ khổ, bớt phần nào cái tự ti của bản thân. Hoạt động hiến tóc không chỉ mang lại bộ tóc mới cho bệnh nhân ung thư, mà còn là biểu tượng của sự chăm sóc, sự chia sẻ và sự đồng cảm từ cộng đồng. Những tóc mới này không chỉ giúp che giấu được nhược điểm về ngoại hình, mà còn tạo ra một cảm giác tự tin và tinh thần chiến đấu trong quá trình điều trị.